ngày 19 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông BVS, chủ trang trại chăn nuôi heo ở xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 487 triệu đồng. Ông S bị xử phạt về các hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên, không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thực hiện kê khai chăn nuôi đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện trang trại này xả nước thải ra bãi sinh tiếp giáp với trang trại. Ông BVS giải thích, do hệ thống xử lý nước thải của trang trại đang bị sự cố nên phải xả trực tiếp ra môi trường. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản hành vi vi phạm của ông S và gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt theo quy định pháp luật.